các bạn, nay hướng dẫn cho các bạn cài đặt wifi cho máy Inx Printer 420p USB wifi nha. Thì này mình cũng cắm dây nguồn nè, cắm dây nguồn dây USB từ máy in vô một cái máy tính laptop, máy tính hoặc laptop Windows nha. Rồi giấy thì mình lắp vào luôn đó, này nó có hai bên nè, để mình gỡ, bấm vô đem gỡ ra nè, thấy không? Giấy thì mình gấp theo giống vậy đó, như 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 hiện tại mình đang gấp nè, hay à, nó có 2G nè, mình chú ý 2G mình để vô nè, giấy thì gấp như vậy giờ, để giấy phải kéo để sát mép nha, sát mép luôn. Rồi đóng lại đó. Rồi mình bật cái công tắc nguồn phía sau ra, nó có công tắc nguồn ở đây nè, mình bật ra. Rồi dây USB thì mình cắm vô máy tính nha, cái này mình cắm vô máy tính. Rồi để xếp wifi cho cái máy in 420p USB wifi nha, thì các bạn tải cái tool về, tool nè các bạn tải về, rồi các bạn dễ nén ra rồi mở ra, mở cái tool ra đó, trường hợp mà nó mở ra được á thì mở bình thường vậy. Còn nếu mà nó báo chưa cài network á thì bạn bật lên một cài cho nó. Rồi giao diện chính như vậy, bạn cắm dây USB rồi nha, thì các bạn chọn cổng USB này up đó, nó có nhận này, cổng USB config đây, chọn status xong đây, các bạn chọn get này, chọn get, nó sẽ cập nhật cái thông số của máy in. Rồi bạn chọn qua BT Wi-Fi này. Rồi các bạn chú ý ở cái phần này nha, phần STA này nè. Rồi đây mình ken, mình bấm vào ken. Nó sẽ tìm các Wi-Fi ở xung quanh. Thì các bạn chọn cái Wi-Fi mà mình muốn có nói vô để máy in nó có nói vô cái Wi-Fi đó. Các bạn chọn Wi-Fi đó. Nè, chọn cái Wi-Fi mà các bạn cần có nói vô. Xong các bạn nhập password wifi đó, các bạn có thể bấm vào này để các bạn coi bát nó đúng hay không nè. Xong các bạn chọn connect, mình đợi hồi đó, thấy thấy nó có ai cái chỗ IP nó có hiện ra cái số IP á, các bạn connect thành công nè. Xong rồi các bạn qua đây, các bạn DHCP, các bạn chọn up. Xong dưới này các bạn đổi theo ba số đầu nha, ba số đầu các bạn giữ nguyên nè, ba số 192.168.1 các bạn giữ nguyên, số cuối các bạn chỉnh sang số lớn chút, ví dụ như mình chỉnh số 200, cái dòng dưới 255 cái này giữ nguyên, còn cái dòng cuối cùng này thì ba số đầu nó sẽ giống ba số cuối này luôn, rồi số cuối là số 1. Xong các bạn chọn set, thì nó sẽ set cái wifi cho cái main. Rồi các bạn có thể kiểm tra bằng cách các bạn bấm vào đây, các bạn chọn wifi này, chọn setup, bạn chọn disk covid đó, bạn kiểm tra này, không thấy nó có hiện cái địa chỉ IP này 192.168.1.200, nó nhảy theo cái số mà nãy các bạn set ở đây nè. Đó. Rồi bây giờ mình rút cái dây USB ra nè. Đó, mình đã rút cái dây USB ra nha, lúc này máy in không còn cắm dây gì nữa, chỉ có cắm dây nguồn thôi nha, không còn cắm dây cái nói gì nữa.
là máy in đã rút dây ra rồi. Rồi giờ mình sẽ cài reverb cho máy in. Qua đáng quạt này, chọn nét, chọn mẫu model 420B này. Đây chúng ta là chọn tạo bọt này, IP bọt này. Rồi, nhập cái địa chỉ IP lúc nãy vô. Rồi đó, mình chọn cái địa chỉ IP đó, xong rồi bấm net, rồi net finish. Rồi xong rồi thì các bạn cấu hình lại reverb nó, cái các bạn vô control panel này, view device and printer này. Cái driver của máy in này 420B bạn cho refer này, chỗ này để chọn khẩu giấy nè. Nếu mà các bạn dùng A6 thì các bạn để mặc định 4 x 6 in này, tương đương với A6. Trường hợp mà các bạn A7, các bạn dùng A7 thì các bạn búng nêu, các bạn tạo một cái khẩu A7. A7 thì 3 in nhân 4 in là khẩu A7 nha. Này khẩu A7 nè. Còn A6 thì các bạn cứ chọn 4 x 6 là được. Rồi, đây thì chọn tốc độ, các bạn giảm tốc độ xuống cho nó in đẹp hơn. Giảm tốc độ xuống 4 in trên giây nè. Này chọn là 10. Vì ok. Rồi, giờ mình in thử nha. In thử một cái đơn Shopee. In thử một đơn Shopee nha, bấm hình in nè. Này chọn cái máy 420 này. Rồi bấm in. Đây nó sẽ chạy ra. Nên là em in thử qua Lazada này.
Rồi.